It it is raining. Vậy là bởi vì trước nó có tới tận 20 âm. Là trước nó có một cái từ mà chỉ cái hành động mà giống như là nghe vậy đó cô. I hear. Là là con cũng không biết nữa cô. À, có as
Anh nghe cô. Cục một
thì tương lai. Khi ta hoàn thành. That the third time. Yes. À, có quy tắc.
the be has the sin si so sin already quá khứ đơn quá khứ hoàn thành. Quá khứ đơn. Hiện tại vẫn was so sánh nhất and getting diễn tả một
Haven't seen. Dạ là before cô. Dạ là của thầy hiện tại tiếp diễn. Dạ là một cái sự việc xảy ra trong quá khứ. Dạ là quá khứ hoàn thành. Có biết được con. Nhân là ai nhận là who she was. When you finish. Dạ là Dạ, tiếng của cô cũng rè á cô. Dạ, tiếng cô bị rè cô. Thank you.
virus hết. Về quá khứ. Và nữa hết. Hết. Hết hết hết. There you go. Từng ngày cứ hiện tại đơn tương lai gần hiện tại tiếp diễn rồi quyêu bi gói yên tô với hiện tại tiếp diễn. Hiện tại tiếp gì?
Không. Once hả cô? Nghĩa là once we no Mày nghĩ sao? Sao mày nghĩ sao là gì? We was repairing. We are very calm.
quá khứ đơn. À, đi chung với quá khứ hoàn thành gì à? Quá khứ tiếp diễn. Đi chung với quá khứ tiếp diễn. Ở đâu cô? Gọi gì cô? Dạ không. Were repairing. Đờ Harry was learning. Dạ, là một sự việc mà nó đã diễn ra trong quá khứ.
We will visit. Nghĩa là we are going to visit. We have visited. Dạ không. Dạ là bởi vì ở trước nó có dạ là ở phần một I heo ra Rai rong rí vần. It's the first time. We had traveled. It was the first time. Không. À, nó nhấn dần một.
Because it started. Nghĩa là thì quá khứ đơn. Dạ là với thì quá khứ tiếp diễn của cuộc. Dạ là thì quá khứ hoàn thành. Dạ là thì quá khứ đơn. Là thầy quá khứ hoàn thành. Because it had started. No. Dạ là cái sự việc là cái concert nó bắt đầu trước. Dạ. Then I went. Để diễn tả một cái sự việc xảy ra trong quá khứ. Dạ là thì quá khứ đơn. Hát là have, hát hát đúng không cô?
A cat là cat, cot, cot. Dạ còn go đúng không cô? Dạ là go, when, gone. Bớt lầy bón lầy bòm. Lầy. Lầy. À, tại vì phía trước là hiện tại đơn. Đâu used to xa chữ e thêm chữ d. Bỏ chữ D.
T. E. Cùng chữ E. Trong sờ chữ gì hả cậu? Dăm giờ lại đâu quá khứ đơn diễn tả hành động quá khứ hai quá khứ hoàn thành cùng quá khứ tiếp diễn quá khứ. Thành ra là quá khứ đâu hát tên luôn hát tên luôn đó. Cảm ơn. Buổi chiều ngày hôm qua buổi trưa ngày hôm qua buổi trưa à được gần chiều
quá khứ được. Quá khứ tiếp diễn. I was playing. Quá khứ mình thành we was going a lot. Hoàn thành quá khứ đêm. We used to go. Đồng tới tương lai tạ ơn. Thứ năm 26 tháng 11.
I will spend Dạ được. The boat is sinking. There is a hole in the bottom of the boat. A lot of water is coming in through the hole. The boat, dạ khoan cô, the boat will sink. Dạ là bởi vì là cái việc này là ở trước là nó có nói là nước đang chảy rất là nhiều vào trong cái lỗ đó, tức là cái thuyền này nó đang bắt đầu nó chìm. My train will leave. Câu sử dụng hiện tại đơn vì nó là thời gian biểu. My train leave.
quên lại. À không à, Helix nhìn lộn chứ hay Helix đi gói yên tâm. Đi gói yên tâm. Tại tiếp diễn. Là present continuous. Nhớ đi C what follow nghĩa gì cơ ấy còn lỡ C C Apollo C
Until. Hiện tại. Quá khứ. Quá khứ. You feel không nói chuyện. Have you ever eaten? Nghĩa là ever. Dạ là eat, ate, eaten. Has gone, huh? Là go when gone. Nghĩa là chuẩn bị.
After I pass. Dạ là hiện tại đơn đó cô. Dạ là bởi vì cái việc này là nó diễn ra ở hiện tại. Sau đó tương lai. Get back. Yes. Robert. À, tại vì đó là thời gian biểu. Rồi bớt. Ai theo 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 thâu ai theo thâu theo quên một à. Quá khứ đơn.